Phụng Hiệp nè cả nhà. Hôm nay thì Nhân sẽ đi xuống như với quán quýt thành danh gọi là. Đây cả nhà nhìn thấy đèn đây là tiết luôn nè cả nhà nhìn thấy nè. Ghe càng cua đồ ở trong cái đây nè, đồ này mình đi về rồi mình để xe rồi nè cả nhà. Đây địa chỉ của Phụng Hiệp nè cả nhà. Hôm nay thì Nhân sẽ đi xuống như với quán quýt thành danh gọi là cái tên giống như ca sĩ luôn á. Như ca sĩ đó. Đó. Như sẽ quay những cái món từng chi tiết luôn nè cả nhà nhìn thấy nè, ghẹ càng cua đồ ở trong kia người ta ăn uống rất là nhiều luôn đó. À, nhìn thấy mình xuống đây mình mua vài món cả nhà đó. Đây là đây nè, đây là quán thành danh. Đây là cái quán này là quán rất nổi tiếng rồi. Đây mình xuống đây mình mua vài ba món để mình đem về gia đình. Đang gia đình. Đó, người ta nướng. À, các bạn mình chỉ đứng ở ngoài này mình quay cho các bạn, vì bây giờ vô trong chỗ người ta nấu ăn mình nấu chỉ vài món thôi mà mình vô mình quay thì sợ chả những người ta đi qua đi lại thì quá đông khách luôn, các bạn thông cảm nha. Mình chỉ bảo cho các bạn nhiều là địa phận của Phụng Hiệp và cái quán ăn nổi tiếng của Phụng Hiệp luôn, có địa chỉ luôn nè các bạn. Mình chỉ giới thiệu cho các bạn cùng xem thôi. Các bạn có nhu cầu dẫn gia đình đi ngày lễ hay là chủ nhật chiều thứ bảy vậy đó, các bạn đến với lại quán thành danh của Phụng Hiệp rất là nổi tiếng luôn nha các bạn. Có chỗ giữ xe luôn, mình đi thẳng vô phía trong đó, đi thẳng vô phía trong luôn là có chỗ giữ xe, ở trong nó rất là rộng luôn đó mọi người, xe rất rộng luôn, đông đây. Mình đây là của địa bàn của huyện Phụng Hiệp, cố tình Hậu Giang nè. Đây là quán ăn cũng rất là nổi tiếng luôn đó. Có thể là gia đình mình sẽ vào đây để mình thưởng thức những món ăn của quán thành danh. Đứng ở ngoài mình chờ, mình vô trong mình ấy luôn. Mình đứng ở ngoài mình chờ tí. Đó, nhân viên cũng phục vụ tận tình chu đáo luôn. Đem từng món đồ ăn ra để phục vụ cho mình. Đó, cả nhà nhìn thấy trong đó khách ngồi cũng rất là đông luôn. Mọi người có thể nhìn thấy quán Ngọc Thành Danh rất là nổi tiếng luôn, khách vô nườm nượp luôn đó. Đông lắm mọi người. Đây là quán đủ nhiều sọt bến quán hải sản mà đủ mọi người, cá này kia rồi đó, coi như là quán này mọi người vào tới quán Thành Danh ở Phụng Hiệp nổi tiếng luôn. Đây là cũng đang đối diện với lại công ty của Hồng Đức, công ty Hồng Đa, siêu thị hãng Hồng Đa, công ty Hồng Đa đó. Đây là quốc lộ 1 nè cả nhà, ngày xưa là quốc lộ 1, bây giờ quốc lộ 1 bây giờ vô trong kia rồi, đổi rồi, đi đường né vô trong kia rồi. Đây là chạy thẳng về Sóc Trăng. Đây mình đi thẳng về là Sóc Trăng luôn.
hướng về Cần Thơ. Đây là chợ của Phụng Hiệp nè cả nhà ơi. Chợ Phụng Hiệp về đêm. Chợ Phụng Hiệp về trắng vẻ. Giờ mình đi hướng ra ngoài về quốc lộ đi, đi vòng trở lại nè. Rồi mình sẽ đi lên trên lộ, mình thẳng về hướng về Cần Thơ luôn nha cả nhà. Cái từ chỗ mình xuống tới chỗ mình mua sụn huyết này kia đâu nè, rồi về mình ăn đó là khoảng chừng 7 cây cả nhà. Từ hướng Cần Thơ mình xuống tới Phụng Hiệp luôn cả nhà, khoảng 7 cây. Đây cả nhà nhìn thấy đèn, đây là hôm nay là ngày mùng 4 Tết, tối mùng 4 Tết nè cả nhà. Mùng 4 Tết thì nhân đi Phụng Hiệp thì nhân mua những cái món này về để ăn. Giờ đường cũng hơi vắng nè, bởi vì có nghĩa là bà con cũng đi vô ở gia đình cũng đi ăn uống lại gì chứ. Ngoài đường thì giờ cũng vắng. Nhà nhìn thấy nội ô của Phụng Hiệp cũng cũng rất náo nhiệt luôn đó. Rất náo nhiệt luôn. Rồi tới chốt đèn xanh đèn đỏ. Tới trên dòng xây đường né về Cà Mau, Bạc Liêu. Đường thị xã Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Ồ, các bạn có nhìn thấy cái cầu quá đẹp luôn. Thank you.
À, bây giờ hết dịch rồi, bắt đầu Tết nè. Mấy năm về trước thì dịch. Rồi năm nay là mình là hết dịch rồi. À, bà con ăn Tết rất là lớn luôn, náo nhiệt lắm. À, đâu đâu cũng là vui vẻ. À, bà con đi sắm sửa Tết, trang bị nhà cửa này kia, đồ xe cộ, đồ gia dụng này kia đồ đó. À, năm nay theo thị nhân nhìn thấy thì rất là nhiều người vui vẻ khi bước ra đường. Hôm nay là cũng mùng 4 Tết rồi. À, nhưng mà có thể là hôm nay là và từ đây tới 4 mùng 6 thì chắc có thể là bà con đi ngược về trên thành phố là đi làm là sao thì có thể là đường xá đồ có thể bị kẹt xe luôn đó nha cả nhà. Đây tới cổng chào của thành phố Ngã Bảy rồi, từ hướng Cần Thơ về xuống là cả nhà nhìn thấy có cổng chào đó, thành phố Ngã Bảy là từ kia hướng về Cần Thơ xuống đó, là nơi đó là chỗ cái dòng xây cả nhà đó, cả nhà nhìn thấy không đó, thành phố Ngã Bảy đoàn kết dân chủ kỷ cương đổi mới cả nhà đó. Đây là dòng xây nha, đây là cái đường chỉ dẫn về đường né luôn, đi né vô thành phố Ngã Bảy rồi nha. Đó, đây là cái dòng xây nè. Rồi hướng này là chạy thẳng về luôn, về qua đi về Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng luôn. Rồi đây hướng này là về Cần Thơ. Đây là mình đang chạy chiếc xe gắn máy này là về hướng về Cần Thơ nè cả nhà. Người ta sẽ chuyển bà con đi thành phố nè, xe khách bắt đầu đi rồi nè, năm 4 Tết rồi, đi khi tranh thủ đi nè, đi lên trển để người ta đi làm việc này kia luôn, cơ quan xí nghiệp thôi. Dạ thôi, đoạn clip thiện nhân quay cảnh đường phố của thành phố Ngã Bảy và quán nghi sọp hết của Thành Danh, đính chính hơn là mình kêu cái tên là giống như ca sĩ luôn, đây là Quách Thành Danh luôn, nghe cái tên nó hay quá ha. Ở một miệng và quán ăn gia đình, quán cũng rất nổi tiếng luôn. Bữa nãy thì nhân cũng không có mua nhưng mà vô thì nhân đứng ở ngoài để nhìn xem. Và đoạn clip đến đây thiện nhân xin tạm dừng. Đoạn clip mà thiện nhân quay cho cả nhà mình cùng xem đường phố của con đường thành phố Ngã Bảy, thiện nhân đi mua nghi sọt hết. Và cũng thiện nhân sẽ giới thiệu cho bà con xem quán nghi sọt hết đó. Quán Thành Danh, quán ăn cũng nổi tiếng ở vùng hiệp Ngã Bảy. Và đây là thuộc của tỉnh Hậu Giang. Dạ, thiện nhân xin chân thành cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng thiện nhân đến với vùng hiệp xem cảnh và quán ăn Thành Danh, quán gia đình. Dạ thôi, đoạn clip đến đây thiện nhân xin tạm dừng, hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo. Và dạ, năm mới thiện nhân cũng xin kính chúc cho cả nhà được nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, một năm phát tài. Và tôi thì xin chào, hẹn gặp lại.